Kính thưa quý vị và các bạn, luật sư mà vẫn thường hay có một cái thói quen gọi là đam mê với nghề nghiệp. Khi mà có một cái vấn đề gì đó về tư vấn thì tôi lại tiếp tục đào sâu và làm nhiều những cái video cùng một chủ đề cho quý vị và các bạn. Hôm nay thì cũng sẽ đọc một cái bài báo liên quan đến việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Hôm nay tôi sẽ đọc cái bài Sức khỏe và đời sống của cái phóng viên Hải Yến vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. Phóng viên Hải Yến phỏng vấn ông Phạm Văn Trung về vấn đề là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quý vị và các bạn, đó là chó cắn người. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ chó tấn công người, gây thương tích. Rất nhiều trường hợp nạn nhân đã lên kia cơn điên dại và qua đời. Liên quan đến trách nhiệm của người nuôi chó trong trường hợp chó cắn gây thương tích, phóng viên báo Sức khỏe và đời sống có cuộc trao đổi với luật gia Phạm Văn Trung, trưởng phòng bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về vấn đề này. Cái việc này xảy ra và được Sở Tư pháp, trưởng phòng bổ trợ tư pháp ông Phạm Văn Trung trả lời, thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe thông qua cái sự bài báo và sau đó sẽ được phân tích của luật sư quý vị và các bạn nhé. Phóng viên, gần đây nhiều trường hợp chó cắn gây thương tích rất là thương tâm. Theo luật gia, những trường hợp như vậy, người chủ nuôi chó sẽ xử lý như thế nào? Mức độ bồi thường ra sao? Thì ông trả lời như thế này quý vị. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc nuôi chó tại nhà phải tuân thủ một số quy định như đăng ký nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư xích nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ngoài ra, nếu ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, nơi khu đô thị, đưa chó ra ngoài phải nhốt, giữ chó trong chuồng, củi hoặc phải rọ mõm và có người dắt theo điều 7 của nghị định số 33 năm 2005 của Chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2005. Theo thông tư 07 năm 2016 ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chủ nuôi chó mèo phải xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường không ảnh hưởng xấu tới xung quanh. Đưa chó ra ngoài nơi công cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó có người dắt. Nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. Tôi thấy một số trên cái tivi đó quý vị và các bạn, thì người ta đi ra nước ngoài thì người ta thường hay xích hoặc là đúng là có người dẫn. Thì Việt Nam mình cũng đang trong một cái quá trình hội nhập, thì chắc chắn rằng là mình cũng phải tuân theo những cái quy định để ra sân chơi quốc tế mà thôi. Về chế tài xử lý, người chủ nuôi chó hoặc người đang quản lý chó phải có xử lý vi phạm hành chính theo nghị định của 90 năm 2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, trong đó có quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dạy hoặc động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọ mõ cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì thực tế thì thông thường nhà tôi cũng nuôi 3 con chó, nhưng mà chỉ chích bệnh dại thôi, chứ thường thì không có là gì, gọi là khóa cái mỏ nó lại, giống như một số nơi giống như công viên, và cũng thật sự ra là nhà thì rộng cho nên cũng không có dắt chó nữa. Nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường về mặt dân sự cho người bị thiệt hại theo điều
603 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Đây là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nên nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo Điều 585 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Mức độ bồi thường tùy thuộc vào thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, dựa trên chi phí hợp lý và các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Trường hợp gây chết người có thể xử lý hình sự theo Điều 295 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phóng viên lại hỏi tiếp rằng là trong trường hợp chó cắn chết người, người chủ sẽ bị xử lý ra sao? Thì ông lại tiếp tục trả lời là trong trường hợp chó cắn chết người hoặc gây thương tích cho người chủ nuôi chó hoặc người đang quản lý chó phải bồi thường về mặt dân sự cho người bị thiệt hại. Mặt khác, có thể xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành tội theo quy định tại Điều 295. Về trách nhiệm dân sự, theo quy định tại Điều 603 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra thì chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp súc vật thả rong theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Về trách nhiệm hình sự thì cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý chủ nuôi chó hoặc người đang quản lý về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người và theo Điều 295 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người gây thiệt hại cho người khác, đặc biệt là làm chết người, thì có thể phạt từ 100 triệu đồng hoặc phạt tù đến 12 năm. Nguy hiểm quá hả quý vị và các bạn. Hiện tại, cho dù đã có quy định xử phạt về hành vi thả rong chó mèo nơi công cộng, nhưng chúng ta quá dễ dàng bắt gặp trong đời sống những hình ảnh mang những chó mèo mà không có rọ mõm nơi công cộng. Phải chăng các hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe hay người dân chưa có ý thức trong việc nuôi chó mèo? Thì ông lại tiếp tục trả lời là theo quan điểm cá nhân, chế tài xử phạt hành chính thả rong chó, mèo hoặc không rọ mõ khi dắt đến nơi công cộng thì hợp lý, cơ bản là đủ sức răn đe, phòng ngừa vi phạm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là việc thực thi pháp luật. Trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử phạt của cơ quan chức năng chưa được thực thi nghiêm túc, thường xuyên. Mặt khác, công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về vật nuôi trong nhà như chó, mèo, nhất là các hành vi bị cấm thả rong, chó, mèo, tiêm phòng dịch chưa đủ sâu rộng đến với mọi người dân, do đó ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về nuôi chó, mèo chưa cao, dẫn đến vi phạm nhiều. Và câu trả lời, câu hỏi cuối cùng của phóng viên là ông có lời khuyên nào cho người nuôi chó, mèo để không bị vi phạm pháp luật và không gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác? Thì ông trả lời như thế này. Theo tôi thì người dân khi chăn nuôi chó mèo phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật như đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại đô thị nơi đông dân cư, xích, nhốt hoặc giữ chó đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, đeo rọ mõm cho chó hoặc xích chó. Phải có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, đặc biệt là tiêm phòng vaccine bệnh dạy cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng như chó, mèo để phòng ngừa nguy cơ gây hại cho người dân khi bị chó cắn. Đối với các loài chó khủng, hung dữ có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng cao như chó bẹt rê, chó ngao thì phải được nuôi nhốt đặc biệt, không nên đưa ra công cộng. Xin cảm ơn phóng viên Hải Yến đã cho tôi viết một cái bài báo trong
cái sức khỏe và đời sống tháng 8 năm 2018 để cho những người vị khán thính giả trong chương trình Dân Ta phải biết luật ta, hiểu thêm về những quy định của pháp luật. Cũng xin bỏ nhỏ với quý vị và các bạn rằng là nguồn sống duy nhất của luật sư đó là tư vấn và dịch vụ. Nếu quý vị và các bạn tư vấn những cái lĩnh vực đơn giản, không quá phức tạp, thì chúng ta sẽ được luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, hoặc gửi về đường link và luật sư sẽ lấy đó để làm nguồn tư vấn trả lời ngược lại cho những người trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tuy nhiên có những cái vấn đề mà nó quá phức tạp, ví dụ như lập một cái đơn khởi kiện, ví dụ như là làm một cái đơn kháng cáo và tư vấn xuyên suốt trong một cái quá trình mà đi kiện tụng ở tòa, thì chắc chắn thì chúng ta sẽ tiến đến thỏa thuận có một cái mức phí vừa phải, thỏa thuận thống nhất, không cao quá, trên cái tinh thần tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận xác lập. Nguồn sống duy nhất của chúng tôi là tư vấn và dịch vụ. Phần nào chúng tôi tự nguyện cho để như là một cái giá trị trao đi trong cái cuộc sống. Còn phần nào chúng ta sẽ tiến đến thỏa thuận để chúng ta ký một cái hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần thiết, và giữa hai bên cung và cầu gặp nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Lý do tại sao tôi muốn nói với quý vị và các bạn về vấn đề này, vì một số các anh chị nghe chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta và cứ canh vào cái giờ 8 giờ tới 9 giờ. Hôm nay các anh chị gọi và nghe.